Hello cả nhà lần nữa. Điểm tiếp theo em ghé thăm đó là Gành Đá Đĩa thuộc tỉnh Phú Yên. Từ cái chỗ bãi xếp hồi nãy đi khoảng nửa tiếng đồng hồ cả nhà. Đi những cái cung đường cũng hơi nhỏ nhỏ nhưng mà chất lượng đường rất là tốt nha. Vào đây thì có cái bảng chỉ dẫn đi rất là ok. Bảng chỉ dẫn đi rất là ok, đường nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà chất lượng đường của nó là tuyệt vời, nắng cón à. Và xe đi thì em thấy rất là nhiều xe nha cả nhà, dập nhiều xe luôn ở các tỉnh luôn, thành phố cũng có, rồi Hà Nội, rồi các tỉnh gần gần đây nè, Bình Định cũng có. Đây Gành nè, 1 km, Gành Đá Đĩa Farm Stay nữa, có cái cả homestay nữa. Thì ở nhà đi cứ thoải mái thôi, cứ Google Gành Đá Đĩa, điểm này quá là nổi tiếng, danh thắng của tỉnh Phú Yên à. Thì dọc đường đi vào thì có những cái cảnh đồi cũng như là cây xanh, rồi nhà dân, nói chung là đầy đủ không thiếu gì, cây xăng được cũng có, quán ăn. Và đây là một cái danh thắng thì quá là nổi tiếng của Phú Yên, do vậy là mọi người đều ghé vào đây, mỗi khi có đi ngang Phú Yên hay là tham quan Phú Yên thì đều ghé qua đây để chụp hình, quay phim, check in. Một cái kiến tạo địa chất rất là hay, những cái dung nham khi nó chảy thẳng xuống và nó bị đông lại luôn ngay tức khắc, nó thành những cái trụ cột. Đây bảng giá gửi xe trung tâm quản lý di tích tỉnh Phú Yên, danh thắng Gành Đá Đĩa báo là gửi xe ô tô 10.000, xe máy 2.000. Lối vào thì bây giờ tạm thời là để em xem coi có cái cách nào không để đi theo này luôn cho đỡ nắng. Rồi cảm ơn, chứ gửi bên bãi này thì nó hơi bị xa và tới nắng. Rồi Su ơi, tới rồi Su ơi, tới rồi Si ơi, tới rồi, mình đi cho chỗ này đậu luôn cho nó vip. Đó là con xin chờ xíu nè. Santa Fe phía sau đây hả? Ngay cái gốc dừa này đâu ai. Rồi bây giờ con em sẽ đi đây. Rồi ok. Bà tặng đi. Xin điên tí. Hello. Rồi tạm ơn, đi mình xuống mình quay cho. Rồi. Vô Gành Đá Đĩa nha. Kính lắm, kính lắm. Đây vào đây khu vực có nhà hàng này, đầy đủ luôn. Đi nhanh lên các bạn. Tỉnh ngủ chưa? Rồi. Vào đây mua vé nữa, Hải Đăng. Nha. Miễn. Hồi nó chạy lên Hải Đăng ô tô vào được, tí chạy vào. Nhanh lên. Vào đây để mua vé. Rồi khu vực này bán để bán nón đồ lưu niệm. Rồi vào đây mua vé nha, mua vé này, mua vé. Đây bán ốc. Vé người lớn 20, trẻ em 10.000, ô tô điện luôn đi hả? Ô tô điện 5.000 một lượt. Rồi đây bán vé. Để trong xe hả? Đây mua vé luôn nha. Ô tô điện. Lớp nào mẹ
con nói mà ba em bé ba bé người lớn mà em hét. Bé là 7 tuổi. Su 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 nãy là mua là cũng cho em á ta hay gì ta? Đây là cái sơ đồ tham quan danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa. À, đây cái cổng nè, đây cái cổng mình vô đây. Đây có đường đi Gành Đá Đĩa này. Có cái bảng Gành Đá Đĩa, Lăng Ông, à, đường đi bộ phía đông. Rồi đường đi bộ phía đông hết rồi. Đường đi Gành Đèn ở chỗ này nè, Gành Đá Đĩa đây nè. Đây đường vào. Đường vào hồi mình sẽ đi xe điện nữa. Rồi lên. Lên đây, lên lên xe điện. Rồi cho ba vô đi luôn đi, cho ngồi cho nó vui. Rồi. Nè. Nhìn nè. Rồi đi ô tô điện. Nè quay ở nhà nữa. Mẹ ơi. Đang quay mà. Kiếm cọng dây rồi hả mẹ? Rồi. Hả? Này đi xe điện. Mẹ cái này con mở dục xe đứt luôn nha. Nè mọi người chờ đi xe điện đây. And then xe điện đi vô. Ôi, người ta lại kéo mình đi rồi. Hello cả nhà. Đi xe điện. Đi bộ mệt quá em đi xe. Cơi ngựa. Là chúng ta đi xe. Đó, xung quanh nè. Mua dân tộc thứ gì ra. Mua cầm chiên. Hồn xưa đó, hồi đi vòng mua đi bộ đó. Rồi cảm ơn anh. Đẹp quá đẹp quá. Xuống rồi. Kìa nhìn kìa đẹp chứ kìa. Từ trên cao nhìn xuống kìa. Miếng nhìn kìa miếng. Nói vậy đó miếng. Đây à, đây này có cái bảng, chút lên đây chụp hình cái bảng này xem. À, con mang cái dù theo. Không sao đâu, thôi đi xuống đây đi, mát mà, gió biển mà, thôi đi xuống đây đi. Lối tham quan rồi, tí lên đây chụp hình trên này sao. Sushi cẩn thận nha, dốc trơn á. Giữ lại đi, cẩn thận nè. Đánh cho mình chụp hình chung mình đi ăn. Có chừng chợt té đó nha con. Làm bề mực. Chưa. Tới đây rồi đó. Xuống thì khỏe xuống hồi lên ha. Mà nãy mình còn đi được cái kia mà cái một. Chụp hả chút lên đi chụp đi. Lỡ quay rồi. Trơn lắm đó nha, cái đá này làm cái này trơn quá. Đi bậc thang, bậc đá xuống rồi. Đá tự nhiên. Đẹp quá. Những cái kiến tạo đi chắc. Rồi. Đẹp chưa cả nhà? Quá là đáng công sức chạy ra đây. Tuyệt vời. Đẹp chưa? Đó.
đó, hồi đứng cái góc đó chụp là đẹp đó. Anh Su hồi đứng ở chỗ đó, hai người đó đứng á, xuống dưới đây, đi qua đây, đợi mẹ với em xong là được, ba quay xong là được rồi. Đứng chưa này. Ồ mát quá. Ồ những cái cấu tạo sắc sắc nè, đẹp quá ha Su. Hả? Không biết tao bắt cái gì đó. Qua đây. Khu vực nguy hiểm không được tắm. Khu vực bảo tồn. Không được lại gần luôn. Này quá đẹp. Ồ những cái kỳ tạo ngộ ha. Đẹp thế này cả nhà. Hình thù nè. Băng luôn. Ồ. Tự nhiên đó. Ồ, tự nhiên đó. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Những cái tức là tự nhiên ở đây. Đây nè nè. Sát 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 ở đây luôn. Xếp đá, những cái đá nó xếp xếp xếp. Nhập vô vô vô. Ồ dưới đây nè. Cái cấu tạo. Ồ nó đẹp quá. Mẹ đâu Su? Mẹ ra đây luôn không? Hả? Rồi đi ba, để ba chụp hình, ba quay xong ba chụp hình cho. Đẹp chưa? Ủa kia nó càng nguy hiểm chưa? Bước ở đó chắc té. Hả? Rồi thôi, bye bye cả nhà đây nha.